Thưa quý vị, thưa các bạn, để đảm bảo việc cung ứng điện, phát triển kinh tế xã hội và đời sống, việc nghiên cứu lắp đặt đường dây và trạm biến áp 110 kV đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Thế nhưng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, việc lắp đặt đã chậm tiến độ gần 9 tháng nay do chưa giải phóng được mặt bằng, trong khi người dân vẫn hàng ngày mong mỏi một nguồn điện ổn định, chất lượng để nâng cao điều kiện sinh hoạt cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Từ giữa năm 2018, EVN-MPC đã khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân với mức tổng đầu tư gần 138,6 tỷ Việt Nam đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án có quy mô xây dựng hơn 6,4 km đường dây 110 kV xây dựng trên địa bàn các xã Xuân Lam, Xuân Hồng và thị trấn Xuân An. Đây là dự án quan trọng khi đưa vào vận hành sẽ nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện lâu dài và ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho khu vực huyện Nghi Xuân và các vùng lân cận. Huyện Nghi Xuân cũng như là các tỉnh, các huyện của tỉnh Hà Tĩnh thì đang sử dụng nguồn điện lấy từ Nghệ An, cho nên là cái quá tải, tổn thất điện năng và các cái sự cố thì nó thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, Nghi Xuân thì đang phát triển kinh tế xã hội, có khu công nghiệp Xuân An và các cái điểm phát triển kinh tế xã hội để tính toán cái nhu cầu về điện năng trong những năm tới thì nó rất lớn. Cho nên là sau khi được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quan tâm cho đầu tư trạm 110 kV thì huyện đã phối hợp cùng với ban quản lý dự án tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện tại trên địa bàn huyện Nghi Xuân thì đang vận hành một lưới điện độc đáo là qua cái đường dây 372M15.7 ở trạm 110 Bến Thủy. Cái việc cập điện này là đường dây độc đạo nên là cái việc cung ứng điện thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn. Trường hợp mà bị xảy ra sự cố thì mất điện trên diện rộng, mất toàn huyện, cho nên là cái việc độ tin cậy cung cấp điện không đạt, do đó dẫn đến là tất cả các cái về cái an ninh để phát triển kinh tế trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Được biết hiện nay tổn thất điện năng tại huyện Nghi Xuân là trên 7%, nếu trạm 110 kV Nghi Xuân đi vào hoạt động sẽ giảm được tổn thất điện năng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, công trình sẽ đóng điện vào tháng 3 năm 2019. Thế nhưng dù các hạng mục cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đủ điều kiện đưa vào vận hành, song đơn vị thi công vẫn chưa thể kéo dây do một số hộ dân thuộc xã Xuân Hồng có phần đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện không thống nhất với chính sách đền bù của huyện. Hiện tại là công tác về phần kéo dây là đang chưa được hoàn thành. Lý do là đang vướng mắc một số hộ dân trên địa bàn là chưa đồng ý với cái phương án bồi thường do Ủy ban huyện Nghi Xuân phê duyệt. Thế thì bên ban quản lý chúng tôi thì cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là công ty điện lực Hà Tĩnh để tiếp tục là tuyên truyền vận động để cho các hộ dân là nhận tiền bồi thường và để cho chúng tôi triển khai thi công. Điện không được một ai, không được một ai. Nếu giả sử cái điện phòng giả và tôi nằm trong nhà điện phòng giả cũng ảnh hưởng rất chi là cái sự an toàn để cho tỉnh mà là quan trọng thôi. Còn cái bồi thường thì tất nhiên thiệt hại bao nhiêu thì nhà nước bồi thường thôi, dân không để cho dân thiệt. Có thể thấy rằng giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó. Vì vậy, để những công trình này có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng thì cần hơn hết là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự hòa thuận của người dân để dự án sớm được hoàn thành, góp phần đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhu cầu điện, hạ tầng điện cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì đang rất là lớn. Và chúng tôi xác định rằng là phải rất đồng hành đối với Tập đoàn Điện lực cũng như các tổng ty, rồi công ty điện lực đóng trên địa bàn, làm sao để đồng hành trong quá trình giải phóng mặt bằng, rồi hỗ trợ trong quá trình thi công và cũng như triển khai các cái dự án đầu tư đường dây và trạm điện đối với các cái dự án đã được quy hoạch và được tập đoàn chỉ đạo triển khai. Thì tỉnh xác định là các công trình đấy là thực sự hết sức quan trọng đối với tỉnh, thì tỉnh phải có trách nhiệm hỗ trợ tập trung trong công tác chỉ đạo các địa phương, các sở ngành liên quan để giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công. Để tháo gỡ nút thắt trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân, thiết nghĩ đơn vị quản lý dự án, nhà thầu thi công cần tăng cường công tác vận động, giải thích, phổ biến pháp luật và các quy định an toàn điện đến đông đảo người dân. Qua đây, ngành điện cũng mong người dân hiểu, chia sẻ, hỗ trợ ngành điện triển khai các công trình điện, đặc biệt là những công trình quốc kế dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính quyền cần tích cực và có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ ngành điện triển khai công trình, song vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân.